Tập 17. Đã tiễn Tô tiên sinh đi rồi sao? Mau đi tìm mấy ngự sự tới đây. Bổn vương muốn bàn coi làm sao để ngầm giúp đỡ Thẩm Truy. Điện hạ như vậy là đã mãn nguyện rồi à? Tư pháp vừa một cái thớp khó nắm tới như vậy, lẽ nào điện hạ nghĩ sẽ ngầm giúp đỡ Thẩm Truy dâng cáo trạng? Theo như người thấy thì sao? Thẩm Truy là người kế nhiệm chức thượng thư bộ hộ, lại đi tố cáo tiền nhiệm, cứ cho là có nhân chứng vật chứng, loạn mấy đi chăng nữa cũng chỉ là một vụ tham ô. Hơn nữa Tô tiên sinh cũng đã nói Đông Cung bắt đầu dần quan hệ với Tư Pháo Phường, vợ tới vợ lui đều là nợ cũ. Thái tử nói thế nào cũng là kế thừa dương nghiệp, bệ hạ có trách phạt hắn thế nào thì chắc hắn cũng chẳng hề hứng gì, đâu so được với cái đao bị cắt mất hai thượng thư của điện hạ chứ. Ý của người chính là chúng ta nhân lúc vụ Tư Pháo Phường vẫn còn chưa kết thúc, làm cho chuyện này càng lớn lên. Điện hạ anh minh. Ca ca. Khởi Bùi, theo ta ra ngoài một chút. Bùi hãy nói rõ với ta, tại sao huynh trưởng lại bị thương vậy? Thanh ca, đột nhiên phát trọng bệnh, cả phòng đều là máu. Bùi nói với ta huynh ấy phát bệnh là sao? Có phải đêm thượng nguyên huynh ấy lại ra ngoài hay không? Là phụ thân kêu huynh ấy đi sao? Ca ca, đừng hỏi nữa mà. Bụi đang mang thai, phụ thân lại kêu huynh trưởng để làm chuyện nguy hiểm như vậy. Ca ca, huynh muốn tìm phụ thân nói gì chứ? Thanh ca bị cuốn vào chuyện này, chung quy vẫn là huynh ấy tự nguyện thôi, không thể trách cha chồng của muội, cũng không thể trách phụ thân được. Phụ thân, con... Ai cho con xông vào như vậy? Thật là chẳng có chút lễ phép nào. Con có một chuyện muốn thỉnh giáo phụ thân. Con có chuyện gì nói đi. Mặc dù lấy đạo hiếu mà nói không nên chất vấn trưởng bối, nhưng mà hành vi gần đây của phụ thân con thật không sao hiểu nổi, cũng không thể ngậm miệng không hỏi được. Rốt cuộc con muốn nói gì hả? Quân tử lập thế nên lấy quốc gia làm trọng. Xin hỏi phụ thân, cha thấy lập trường chính trị khác nhau, liền chỉ thị cho cha đá con giết trọng thần triều đình, đối với quốc gia mà nói có được coi là trung hay không? Năm mới vừa qua, Khởi Muội lại đang mang thai, cha lại đi phái Thanh Giao huynh trưởng đi vào nơi nguy hiểm, bị trọng thương tới mức này, người làm cha mà nói có được tính là từ hay không? Toàn nói hồ đồ. Những lời này con nghe được ở đâu vậy? Cha trách con vì coi cha là chí thân cho nên mới tin tưởng như vậy, mới nghe lời điều động mà làm săn bẫy đó phụ thân à. Có những thủ đoạn không thể coi là cách làm của quân tử, mong phụ thân có thể dừng cương trước dược thẩm, đừng có để hai nhà cùng với cha đi vào con đường lầm lạc. Khốn kiếp đó, bao nhiêu tuổi đầu lại dám đi giáo huấn phụ thân sao? Cả ngày con lang bạc giang hồ tiêu diêu tự tại, con đâu có biết ở trong triều đình không bạn thì thù. Con cho rằng di phu mãi mãi có thể giữ được thế lực vững chãi sao? Con cho rằng nhất phẩm quân hầu đã có thể không tranh đấu mà có sao? Nhất cười, di phu hiện nay trong tay có đường đại quyền, chạm tay có thể phỏng, nhưng con có biết đó là quyền lực của ai không? Đó chính là quyền lực của bệ hạ tương lai đó. Nếu như di phu trong cuộc tranh đoạt này không chiếm được tiên cơ, một khi dự dương mà đăng cơ,
thì sẽ khó bảo đảm Trác Tả hai nhà không bị đẩy khỏi kinh thành, con biết không? Lầm lạc, tranh giành quyền lực làm gì có chuyện phân chính tà, kẻ thắng chính là chính đạo. Phụ thân, câm miệng. Ra ngoài. Trước đây chỉ là không muốn nó liên quan tới mọi chuyện, giờ sau này chỉ sợ là phải phòng nó thôi. Hay là để nó đi chu du với bạn hữu giang hồ nhiều hơn một chút đi, dù có thêm hiểu biết, cũng tránh việc nó ở bên cạnh chúng ta biết được quá nhiều. Nhưng mà đám bằng hữu của nó cũng không phải là kết giao không. Từ nay về sau, chuyện của chúng ta không được phép để cho nó biết dù chỉ một chút. Dạ. Tông chủ, ông nghe rồi có phải không? Nghe thấy rồi, cái mặt đất cũng bị rung chuyển. Mau phái người đi coi đi, chuyện gì đang xảy ra? Dạ. Kinh Triệu Doãn Phủ, Điện Hạ. Nghe thấy rồi. Theo dặn dò của Điện Hạ, mọi chuyện đã tiến hành theo kế hoạch của chúng ta, không hề có sơ sót. Cho dù có bị thương tới người vô tội, nhưng chỉ có như vậy mới có thể làm cho vụ án Tư Pháo Phường phát huy giá trị đích thực của nó. Tư Pháo Phường nổ rồi sao? Dạ, theo như nghe nói là do có đốt pháo bắt lửa mà phát nổ. Lúc mà Tư Pháo Phường phát nổ, toàn khu đó đã biến thành bình địa rồi. Những nhà dân có liên đới tất cả khoảng 90 hộ, toàn bộ đã bị hủy trong lửa lớn, đốt cháy hoàn toàn một con đường. Thương vong thế nào? Riêng trong Thư Pháo Phường thôi đã chết hơn mấy chục người rồi, cộng thêm những bá tánh bị liên lụy, ít ra cũng hơn 100 người, còn bị thương cũng là mấy trăm người. Đã khống chế được lửa chưa? May là hôm nay không có gió, không lan tới con phố bên cạnh, bây giờ cũng đã khống chế được rồi. Còn đốt toàn bộ một con phố sao? Phải. Lúc đó căn bản là không khống chế được ngọn lửa. Người từ Kinh Triều Ngự Môn tới nhanh nhất chỉ có vài người, cho dù có cộng thêm bá tánh tới đó cứu quả, căn bản cũng không khống chế nổi. Có phát sinh bạo loạn không? Đích thực có một chút thừa khấu trộm đồ, nhưng lúc hỗn loạn cướp bóc, người đội tuần tra có tới kịp cũng nhất thời không khống chế được. May là lúc sau Tĩnh Dương đưa thân binh tới đó mới coi là ổn định được cục diện. Cảnh Diễm cũng đã đi rồi. Tĩnh Dương Điện Hạ còn cung cấp một số liều bạc của quân đội dùng để ổn định nạn dân và người bị thương. Thái y trong thái y viện trước mắt đều ở trong danh sách, nhất thời cũng không điều đi được. Ngài ấy đã tự xuất tiền cho người dân. Thuộc hạ đã ra lệnh cho những huynh đệ trong dược đường của kinh thành đều đi tiếp viện rồi. Ông làm rất tốt. Theo lý mà nói, tháng giêng cũng sắp qua rồi, người đốt pháo thì càng ngày càng ít. Tư Pháo Phường đã qua thời điểm nguy hiểm nhất rồi, vậy mà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn ngay lúc này. Ý tông chủ là nghi ngờ chuyện này là do người làm. Có cần thuộc hạ đi điều tra Dự Dương coi thử có điều tra được chứng cứ chứng tỏ ông ấy có nhúng tay vào không? Nhiều mạng người như vậy không thể chết oan uổng được. Có bất cứ manh mối nào lập tức báo với tao. Dạ. Người nói cái gì? Cái gì mà Pháo Phường phát nổ hả? Không phải ta đã kêu các ngươi dừng lại rồi sao? Dạ phải. Từ khi Điện Hạ truyền tin, Thẩm Truy đã điều tra ra được Tư Pháo Phường, thuộc hạ đã làm ngay không dám chậm trễ, lập tức phái người tới đó để di chuyển. Chỉ hy vọng trước khi điều tra ra chuyện này có thể kết thúc sớm hơn, làm ráng thêm một ngày cũng chẳng sao. Không ngờ rằng hôm nay. Rốt cuộc tại sao mà nổ vậy? Thuộc hạ cũng không biết. Có lẽ là lúc vận chuyển quá gấp gáp, có lẽ là bụi lửa. Dù sao thì cái kho thuốc khắc quả đó thì chỉ cần bắt một chút lửa thì sẽ lập tức phát nổ ngay. Lập tức đi tìm Tạ Ngọc, điều một đội tuần tra qua đó dây chặt hiện trường, bất cứ ai cũng không được vào. Đội tuần tra cũng đã tới rồi, nhưng mà người của Kinh Doãn Phủ đã tới đó trước. Bây giờ nghe tới người của Tĩnh Dương Phủ cũng tới, cho dù có đuổi bọn chúng đi, Điện Hạ, chuyện này cũng không giấu được nữa rồi.
Không giấu được nữa. Không giấu được nữa. Người đâu? Chuẩn bị xe. Điện hạ. Điện hạ. Đi. Dạ. Coi thử bên đó đã ổn chưa. Dạ được. Đứng lại. Chỗ này những người hỗn tạp không được vào trong. Người làm gì vậy? Ta tìm người đó. Lý tướng quân. À, vào trong đi. Tôi tiên sinh. Lý tướng quân. Tính Dương điện hạ đâu? Ở bên trong. Ngài ấy đang coi xét Tư pháp phường phát rồi. Tham kiến quận chúa. Quận chúa. Tô tiên sinh. Một dân phủ mang tới chút đồ có thể dùng. Người đi tiếp nhận đi. Dạ. Bên này có hai người nè. Nhanh lên. Bên này có hai người nè. Điện hạ. Quận chúa. Tỉnh Dương điện hạ. Theo phụ đi, chỗ này có người nè. Tô tiên sinh tới đây nhanh như vậy, chứng tỏ chuyện lớn của kinh thành quả nhiên không qua được mắt Tô tiên sinh. Ở kinh thành đế đô của Đại Lương, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thật là quá thảm khốc rồi. À, mau khiên lên đi, nhảy lên. Tất cả đều là những thường dân vô tội. Ai có thể ngờ được ở ngay cạnh nhà của mình lại có một kho thuốc nổ. Đúng là do số mạng. Có thể qua thêm được một ngày là tốt rồi. Qua thêm một ngày. Qua thêm một ngày thì đã sao? Bộ hộ thẩm đại nhân hôm qua nói với ta, ông ấy đã dâng tấu lên rồi. Xin bệ hạ ân chuẩn cho Kinh Triệu Doãn phủ giúp niêm phong cái Tư pháo phường này lại. Lúc đó ông ấy rất tự tin nói với ta, trong một hai ngày tấu sớ sẽ mau chóng ban xuống. Không ngờ rằng tấu sớ dâng lên mới có một ngày đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn thảm khốc như vậy. Điện hạ cho rằng đây là sự cố thôi sao? Tô tiên sinh đang ám chỉ gì chứ? Đây vốn dĩ chính là một vụ án tham ô, nhưng sau vụ nổ này, chuyện này đã không còn trong giới hạn của triều đường nữa. Dù sao cũng liên quan tới mấy trăm mạng người. Người dân quán than sẽ gây ra nổi loạn. Nếu mà như vậy, Đông Cung phải chịu sự trừng phạt nặng hơn. Điện hạ hãy nghĩ kỹ. Chuyện này nếu như làm lớn lên, ai sẽ là người được lợi nhất đi? Chỉ vì muốn đả kích thái tử một đòn lớn hơn, bọn chúng có thể coi thường mạng người tới như vậy hay sao? Đây là mưu đồ mà Tô tiên sinh khiến cho Dự Dương đó hả? Tiêu Cảnh Diễm, ngài nói vậy là có ý gì? Những dự đoán của Tô tiên sinh với tình thế cẩn mật như vậy, ta còn cho rằng... Ngài cho rằng cái gì? Bất luận là nguyên nhân gì, tội danh độc ác như vậy sao có thể tùy tiện buộc tội? Từ khi Tô tiên sinh vào kinh tới nay, có chỗ nào đụng chạm tới ngài chứ? Ngài lại hạ nhục huynh ấy như vậy. Quận chúa. Sao hả? Lẽ nào Tỉnh Dương điện hạ rời xa xa trường, ngay cả đạo lý có lỗi xin lỗi người khác cũng không hiểu sao? Quận chúa, điện hạ không phải là cố ý. Bất luận là ai cũng đều có ác ý hết, huống hồ là ngài ấy. Quận chúa. Điện hạ hiểu lầm rồi. Đây không phải là chủ ý của Tô Mộ. Lúc nãy là ta lỡ lời, xin tiên sinh đừng để trong lòng. Tô
thái tử rồi, sao còn hám lợi như vậy chứ? Không thể trách con tham. Nếu không phải lão ngủ chỗ nào cũng ép, chỉ đối phó với hắn, những nơi con phải chi tiền thật sự rất là nhiều. Ta còn nhớ có mấy vị ngự sử bên ngoài là người của Dự Dương, thực tế là do con sắp xếp vào đó. À, cũng có vài người đó. Lập tức thông báo với bọn chúng, lập tức dâng tấu tố cáo con. Tội danh càng lớn thì càng tốt, cho dù là có nói mấy chuyện như muốn phế thái tử đi cũng được. Chuyện thật sự muốn phế con hả? Chuyện Tư Pháo Phường con thật sự không có chỗ nào để biện giải, chỉ có cách nhận tội thôi. Nhưng bệ hạ, trời sinh đa nghi, người của Dự Dương càng điên cuồng công kích con, ngược lại sẽ càng cảm thấy có liên quan tới tranh đấu. Ý của mẫu phi chính là chỉ cần ở trong lòng bệ hạ cảm thấy trong chuyện này là do đấu đá mà ra, vậy thì ngày ấy có phẫn nộ hơn, trừng phạt nặng hơn cũng sẽ chừa cho con đường lui, để tránh Dự Dương chiếm được thế thượng phong mà làm cho cục diện trước mắt mất đi cân bằng. Nhi thần hiểu rồi, nhi thần sẽ đi sắp xếp ngay. Bên đây con người nè. Tính Dư Điện hả? Có chuyện gì? Bẩm báo điện hạ, thuộc hạ đã điều tra xong, ngoài tất cả những vật tư ở trong phủ diện ra, quân trướng tổng cộng đã đóng góp 200 liều bạc, 450 cây giường. Đây đều là quân tư, có cần thưởng tấu với bộ binh không? Ngươi không nói ta cũng quên mất. Mặc dù không phải chuyện gì lớn, nhưng cũng phải báo cho bộ binh một tiếng. Dạ. Đây đó, chỗ quân tư này không cần báo. Tại sao vậy? Đừng hỏi tại sao nhiều vậy. Tô tiên sinh nó không báo thì không báo, cứ cho là Tĩnh Dương quên rồi, các người cũng quên luôn. Tạm thời đừng báo, cứ làm theo ý của quận chúa đi. Dạ. Nhanh lên, bên này nè. Nhanh lên đi. Tiên sinh có biết chỗ quân tư đó mặc dù là do ta điều động, nhưng mà dùng để ổn định nạn dân thì đã được coi là làm giàu việc khác rồi. Theo như quy tắc, đích thực phải báo cho bộ binh một tiếng. Tại sao tiên sinh không cho ta báo chứ? Nè, còn một người nữa. Lúc này điện hạ không biết lý do là tại sao mà vẫn cứ làm theo, lẽ nào không sợ ta lại đưa ra chủ ý thâm độc nữa sao? Lúc trước do ta nói sai, cũng xin tiên sinh đừng có để bụng. Nhìn lên, nhìn lên, mau lên đi, bên đây nè. Vật tư của Mục Dương phủ đã tới, quận chúa đi coi thử đi. Cũng nên đi coi chứ, thất lễ rồi. Bây giờ là thời chiến sao? Tất nhiên không phải. Chỗ liều bạc và số chăn giường đó có tính là một lượng quân tư lớn không? Từ số lượng mà tính thì cũng không được coi là lớn. Dùng xong có thể thu lại không? Cuối cùng đương nhiên phải thu hồi rồi. Nếu như không phải thời chiến, mượn mấy cái giường và liều bạc như vậy đâu được coi là chuyện lớn chứ. Sự việc mặc dù không lớn nhưng vẫn phải làm đúng theo quy tắc. Không làm theo quy tắc thì có sao? Tiên sinh cũng biết là bộ binh là thuộc phạm vi quyền lực của thái tử. Lỗi đó mặc dù rất nhỏ, nhưng mà một khi bị bộ binh nắm được, sợ là vẫn sẽ hỏi tới ta. Ta chính là muốn bọn chúng đụng tới ngài. Điện hạ trượng nghĩa giúp việc công, đối với nạn dân là nhân từ, lẽ nào là chuyện xấu sao? Tất nhiên không phải. Nếu là chuyện tốt, phạm phải lỗi cũng không đáng nhắc tới. Bộ binh dựa vào đâu từ nhỏ thổi thành lớn đụng tới ngài? Vụ này có cáo trạng lên, quan thượng và triều thần sẽ cảm thấy điện hạ tội không thể tha, hay là sẽ cho rằng thái tử đang mượn tay của bộ binh để áp chế ngài? Hiện bây giờ ở trên triều đình, thái tử vốn dĩ không có khả năng một tay che trời. Đợi tới lúc bộ binh đụng tới ngài, ngài cứ việc nhận sai, tự khắc sẽ có triều thân chính trực đứng ra thay ngài nói chuyện.
Có gì phải lo chứ? Ta thật sự không lo bộ binh sẽ làm gì ta. Cho dù phụ hoàng có nghiêm khắc cỡ nào, chút tội danh vụn vặt này ta cũng không để trong lòng đâu. Chỉ là rõ ràng có thể tránh được sơ sót, tại sao phải làm to chuyện như vậy? Ta chính là muốn làm lớn chuyện này lên. Bây giờ tất cả ánh mắt từ trên xuống dưới ở trong triều đình đều tập trung vào Dự Dương và Thái tử. Chuyện điện hạ đang làm có ai thực sự chú ý tới đâu. Không phải ý tiên sinh muốn nói bây giờ nên nói ít đi làm nhiều hơn sao? Bản thân không nói, nhưng phải để người khác nói thay mình. Đợi một khi binh bộ cáo trạng lên, lúc đó hoàng thượng và các triều thần mới biết, trong khi thái tử và Dự Dương đang cắn xé lẫn nhau, thì ai đứng ra khống chế cục diện và ổn định lòng dân? Ai là người âm thầm làm việc không tranh đấu nhưng ngược lại bị họ công kích? Ai ai cũng có một cán cân trong lòng, là đúng hay sai tự nhiên sẽ có công luận. Ngược lại, bây giờ nếu như điện hạ báo chuyện này lên binh bộ, tuy là làm theo đúng quy tắc nhưng lại uổng phí tấm lòng thiện tâm của mình. Bổn vương làm những chuyện này không phải làm cho người khác coi. Nếu như trước khi làm gì đều nghĩ là làm cho người khác coi, đó là vấn đề đạo đức của điện hạ. Nhưng một khi đã làm xong, cuối cùng lại không ai biết, vậy thì mưu sĩ như Tô Mỗ thật vô dụng rồi. Nhanh lên, nhanh lên, bên đây. Truyền Dự Dương Cảnh Hoàng, hộ bộ thượng thư Thẩm Truy, kinh Triệu Doãn phủ cao thăng ý kiến. Triệu ba người tới đây để bàn bạc coi nên xử lý thế nào vụ án pháo Tư Phường. Thẩm Khanh, vụ án này là Khanh tấu lên sớm nhất, vậy Khanh hãy nói tình hình mà Khanh biết được đi. Thần được bệ hạ tín nhiệm tiếp nhận chức thượng thư hộ bộ. Khi tra xét sổ sách vận chuyển hàng dịp Tết, phát hiện trong đó có thuốc nổ, rồi còn phát hiện trong kinh thành có phường làm pháo tư. Lúc đó thì Lâu Chi Kính đã mất chức vụ rồi, nhưng phường làm pháo tư vẫn tiếp tục hoạt động. Sau đó thần đã phát hiện Đông Cung cũng có tham dự. Trong tấu chương mà thần dâng lên, thần đã dâng lên sổ sách Lâu Chi Kính và Đông Cung có cấu kết, trong đó có con dấu của Hàn Lễ, người dưới trướng của thái tử. Bây giờ Hàn Lễ đang ở đâu hả? Bấm bệ hạ, hiện đang bị giam ở Thiên Lao Hình Bộ. Thái tử à, con nói sao đây? Nhi thần không biết quản giáo thuộc hạ của mình, tên Hàn Lễ này đúng là gan to tày trời mà lại dám coi thường dương pháp. Nhi thần không thể phát giác sớm hơn, thật sự khó mà chối tội rồi. Thẩm Khanh, Khanh có chứng cứ gì chứng minh thái tử trực tiếp tham gia vụ án này hay không? Bẩm bệ hạ, thật ra trong sổ sách ghi chép không hề có phát hiện gì về con dấu của thái tử điện hạ. Vậy thì vụ này là do Hàn Lễ một mình gây ra, thái tử không hề hay biết, cũng có khả năng này chứ? Lâu Chi Kính vốn là hộ bộ thượng thư phẩm quan nhị phẩm, ông ấy là trọng thần nắm trong tay một hộ bộ, còn Hàn Lễ là thuộc hạ của thái tử, chỉ là một viên quan tư phẩm thuộc quan bên Đông Cung. Thẩm Khanh nói vậy là có ý gì? Coi từ sổ sách, việc chia lọc hàng năm của Lâu Chi Kính và thái tử, trong suốt 5 năm, năm nào Lâu Chi Kính cũng được lợi 2 phần, còn Hàn Lễ thì được 8 phần. Thần chỉ thấy rằng thật sự Hàn Lễ này đúng là một kỳ tài đó. Một viên quan nhỏ thuộc quản lý của thái tử, tổng tứ phẩm thuộc quan Đông Cung, nhưng không ngờ lại có thể ăn chặn lợi lộc của một quan nhị phẩm như Lâu Chi Kính, đúng là chuyện lạ đời. Kinh Triệu Phủ Doãn à, có thật. Ở hiện trường vụ phát nổ của pháo Tư Phường
tổn thất ra sao? Tính tới này làm cháy tổng cộng 60 nhà dân, chết 121 người, bị thương nặng 39 người, thương nhẹ hơn 100, còn tổn thất vật chất vẫn chưa tính. Dân tình thế nào? Tuy là đã trấn an dân, nhưng do hiện trường quá thảm khốc, tử thương quá nhiều, cho nên tới nay dân tình vẫn phẫn nộ, oán than không thôi. Dự Vương, có nhi thần. Đối với trách nhiệm của thái tử trong vụ án này, tội mà nó đã phạm, còn nghĩ sao? Tới hôm qua nhi thần mới biết tin này, rất là kinh hãi. Nhưng mà thái tử điện hạ đã nói huynh ấy thực sự không biết gì, nhi thần cũng không dám không tin. Mong phụ hoàng điều tra sự thật, tránh oan uổng cho hoàng huynh. Còn tới hôm qua mới biết sao? Cũng vì mẫu hậu vừa mới khỏi bệnh, nhi thần cho tới sau mùng 10 vẫn trai giới ở phủ, cho nên biết sự việc này hơi trễ. Từ khi vụ án này xảy ra vừa đúng 3 ngày, trẫm đã nhận được bản tấu của ngự sử, đã tới hơn 17 bản rồi. Trong đó có người cho rằng thái tử tội nghiệp sâu nặng, đúng là thất nhân thất đức, chủ trương phế bỏ vị trí đông cung. Hả? Thân phận thái tử quan trọng, liên quan tới quốc gia, sao có thể buông lời phế lập? Những ngự sử đó nói gì con cũng không biết à? Đây là lần đầu nhi thần nghe thấy. Con nghĩ vụ án này phải xử lý như thế nào đây? Trước hết phải bồi thường cho người đã chết, và cả những người bị liên lụy vì vụ nổ cũng nên dỗ về an ủi. Còn với thái tử điện hạ, tuy có tội quản giáo thuộc hạ không nghiêm, nhưng cũng xin bệ hạ hãy niệm tình đông cung tôn quý, giữ thể diện cho điện hạ. Các người cũng thấy nó đã làm ra chuyện ô uế như vậy, làm trẫm mất hết cả mặt mũi, còn muốn trẫm giữ mặt mũi cho nó sao? Xin phụ hoàng bớt giận. Bệ hạ bớt giận. Truyền chỉ: thái tử thất đức, tham lợi phi pháp, lệnh chuyển tới cung chuyên giáp hối lỗi, thời gian này không được tham dự triều chính. Vụ án pháo tư phường giao cho hình bộ xử lý, các quan lại có liên quan, bất kể là lớn hay nhỏ, xử lý đồng loạt, không được lơi tay. Điện hạ, hãy ăn một miếng đi. Thân phận của người vẫn còn, quý phi trong cung vẫn còn đó. Tuy là bây giờ chịu ấm ức, nhưng đợi tới khi bệ hạ hết giận, tự nhiên sẽ bình thường trở lại. Tiêu Cảnh Hoàng, Thẩm Truy, đừng tưởng lần này như vậy là ta sẽ xong đời. Chờ qua kiếp nạn này đi, ta sẽ cho các người biết tay. Điện hạ. Các người chết hết đi. Tất cả các người, chờ ta đăng cơ xong, các người sẽ chết hết. Còn cái tên Tĩnh Dương kia nữa, phụ hoàng có thèm nhìn tới ngươi bao giờ đâu, mà ngươi cũng dám đối đầu với ta. Lý Lâm binh bộ đang làm cái gì? Không phải ta kêu tìm ra điểm yếu của hắn sao? Tại sao không dâng tấu dành tội cho ta? Bỗng điện hạ, đã dâng tấu lên rồi. Vậy tại sao lại không có bất cứ xử lý nào vậy? Tĩnh Dương ông ấy nói dù quân tư cấp bách, nhất thời quên bẩm báo, cam nguyện nhận tội. Nhưng Thẩm Truy bên hộ bộ lại biện hộ ngay trên triều, nó binh bộ cố tình xé ra chuyện, ác ý công kích. Các đại thần trong triều cũng đồng tình, còn rất ít người đứng về phe của binh bộ. Cả bệ hạ cũng không trách tội Tĩnh Dương, ngược lại còn khen ông ta gặp chuyện quyết đoán. Nó là xong chuyện sẽ báo cáo lại sao? Vậy là xong chuyện. Lần này binh bộ coi như phải ngậm bồ hòn làm ngọt, lại để cho Tĩnh Dương có cơ hội thể hiện trước mặt bệ hạ. Dự Vương phủ. Điện hạ, tặng hết chỗ này sao? Phải, mang hết tất cả đi, nhanh lên. Dạ. Số đồ này quan trọng lắm đó. Dạ. Điện hạ thật tốt với vị Kỳ Lân tài tử này. Lần nào tặng đồ, ngài ấy cũng trả lại. Nhưng điện hạ vẫn không nản lòng mà sưu tầm rất nhiều đồ tốt, nhất định tặng bằng được. Có nhận hay không là chuyện của hắn ta, tặng hay không đó là lễ phép của ta. Từ vụ án của Khánh Quốc Công tới lần này ngăn cản ta nhưng cơ hội công kích thái tử, tôi ý kiến hắn đưa ra cũng không nhiều, nhưng lần nào cũng đều là đòn trọng yếu hết.
Có thể thấy vị kỳ lân tài tử này danh bất hư truyền. Nếu như tính tới công lao, ngay cả ngươi cũng chưa chắc hơn được công của hắn đâu. Nói chung phải thể hiện lòng thành mới được. Vậy lần này Điện Hạ lại tặng hắn thứ gì đây? Cũng sắp xuân phân rồi, thời tiết ấm dần lên. Nghe nói dạo này hắn đang sửa sang lại Diên Lâm, cho nên ta tặng cho hắn một số đồ đạc bày trí thật tinh xảo, vừa không xa hoa lại không đắt tiền, vừa đúng lúc là những thứ mà hắn đang cần dùng. Nói không chừng lần này hắn sẽ nhận đó. À, nè, tôi tiên sinh này đó, đúng là có khiếu thưởng thức. Lần này hắn sửa sang lại Diện Lâm chắc hẳn sẽ đẹp lắm. Chỉ tiếc là thân phận của Ban Nhược không tiện tới thăm, e là không có duyên gặp gỡ. Chuyện này thì có gì khó, đợi hắn sửa sang xong xuôi rồi, ngươi và Bổn Vương cùng tới đó coi là được. Điện Hạ nói ra phải giữ lời đó. Trời ơi, chỉ qua mới có 2 tháng thôi, để đã sửa sang nơi này thành ra như thế này. Tới ta cũng không nhận ra đây là căn nhà mà ta gợi ý cho đệ mua nữa đó. Huynh coi đi, mở rộng khu vườn ở bên cạnh ra, cho nên trông cũng rộng hơn, Phi Lưu có chơi cũng vui nữa. Ý, đây là lần đầu tiên đệ mời khách sau khi tới kinh thành có phải không hả? Phải đó, căn nhà mới sửa xong, mời mọi người tới cùng vui thôi. Được Mai Lan Giang Tả mời tới dự tiệc, ta thật sự được yêu mà sợ. Mong đại thống lĩnh, khách khứa còn chưa tới mà huynh đã diễn kịch với đệ rồi. Ta lại nói gì sai sao? Ngày hôm nay đệ mời bao nhiêu người? Tất nhiên là có cảnh vệ và dự tân, còn có quận chúa và hạ đung, thêm cả ta nữa, không phải chỉ có 5 người sao? Vậy quận chúa sẽ dẫn một thanh tới tham dự, hạ đung cũng sẽ đưa đại sư huynh cô ta tới. Hạ Xuân cũng tới à? Còn một người nữa mà đệ không có mời, nhưng đệ đoán hắn nhất định sẽ không mời mà tới. Ai vậy? Đây mới là nơi Mai Lan Giang Tả nên ở. Lúc nãy từ bên khu vườn kia qua đây, ta phải công nhận đúng là cảnh sắc hài hòa vô cùng, không hổ là do tiên sinh tự tay thiết kế sửa sang. Chỉ là do nhàn rỗi nên sửa sang lại thôi, không phải là dọn nhà mới gì. Cho nên không dám kinh động tới Điện Hạ, mà không ngờ Điện Hạ dẫn tới tệ xá. May mà hôm nay tiên sinh toàn mời những người có quen biết từ trước, không thì có thêm một người khách không mời mà tới như Bổn Vương, mọi người lại không được vui đó. Khách mời của tiên sinh có những ai vậy? Căn nhà này do Mông đại thống lĩnh gợi ý, tất nhiên phải mời ngày ấy đầu tiên. Cảnh Duệ và Dự Tân cũng đã tới đây rồi, đang uống trà ở sảnh phụ. Tông chủ, khách khứa đã tới đông đủ rồi. Được, Điện Hạ mời. Được, mời. Đây là loại rượu thứ 7 rồi đúng không? Thức ăn của Tô huynh thì bình thường không có gì mới, nhưng mà tuyệt nhất là mỗi món ăn lại đi kèm một loại rượu khác nhau. Công nhận đúng là quá đặc sắc luôn đó nha. Dự Tân, ngươi là người yêu rượu, Tô tiên sinh có nhiều loại rượu như vậy, ngươi có gọi được hết tên chúng không? Đây là Thu Nguyệt Bạch đúng không? Dự Tân là người ham rượu, đoán được cũng không có gì là lạ. Cảnh Duy, huynh gọi ra được mấy loại? Ta không biết, ta chỉ nhận ra được chiếu điện hồng thôi. Không thể nào, huynh có thể nhận ra chiếu điện hồng hay sao vậy? Là do lúc đón Tết, Thanh Gia huynh trưởng có tặng một giò cho Tạ Bần, ta có nếm qua một chút nên vẫn nhớ mùi vị. Các huynh uống chiếu điện hồng mà không rủ ta hay sao? Ta không thèm chơi với Tạ Bần nữa, cả huynh luôn á. Dự Tân à, năm nay bao nhiêu tuổi rồi vẫn còn trẻ con như vậy? Cảnh Duy, ta nghe nói huynh trưởng của huynh bệnh nặng, hơn 1 tháng trời không xuống nổi giường, bây giờ đã đỡ hơn chưa? Đã không sao nữa rồi, đỡ hơn nhiều rồi. Người của giang hồ tới kinh thành sinh sống có nhiều chỗ không hợp lắm, nên cẩn thận thì tốt hơn. Rượu đã quá bữa rồi, cứ ngồi không như vậy cũng vô vị. Tối ngày hôm qua ta đã nghĩ ra một trò chơi, không biết là mọi người có hứng thú hay không. Trò chơi do chính Mai Lan Giang Tạ nghĩ ra, dù là không chơi cũng phải hỏi coi là gì. Tôi tiên sinh nói thử coi. Vậy tốt rồi,
Trước đây ta có duyên có được một cuốn Cầm Phổ Thể Trúc, tìm hiểu rất lâu, hình như đó là một cổ khúc thất truyền đã lâu, Quảng Lăng Tán. Ê, là Quảng Lăng Tán thật sao? Tối hôm qua ta đã đem nó giấu ở quanh nhà rất kỹ, mọi người có thể tìm trong nhà ngoài sân đều được. Ai tìm ra trước, ta sẽ tặng trầm phổ đó cho người đó. Tô tiên sinh thảm rồi. Xuân huynh của ta là người mê nhạc nổi tiếng. Nếu như huynh ấy biết cuốn Cầm Phổ này được giấu trong trạch viện của tiên sinh, thì cho dù có phải lật tung nơi này, thì huynh ấy nhất định cũng sẽ tìm ra. Thật ra trước khi chưa tìm ra, thắng thua khó nói lắm. Cảnh vệ, một tiểu nhân gia, ba chúng ta một đội nha, ha? Được chứ. Chữ Tân biết chọn trợ thủ lắm. Hai người kia đều không phải người yêu nhạc lý. Nếu hai người đó tìm thấy, chắc chắn sẽ nhường lại cho Dự Tân rồi. Nè, Hạ đại nhân còn chưa có trợ thủ. Đông tỷ, muội sẽ giúp tỷ tìm. Đó đó đó, bên kia kìa, bên trái. À, không có. À, sao lại không có chứ? Ở bên này. Bên này. Bên nào hả? Bên này. Huỳnh Bao lên đi. Trời ơi, ta không chịu nổ đâu nè. Ê, không có. Bên này. Có chưa? Ta kiểm tra lại coi. Cảnh vệ, tìm thấy chưa hả? Không thấy gì hết. Qua kia coi sao. Hả? Đi thôi. Nhấc cao lên. Nhanh lên đi, ta sắp không chịu nổ rồi nè. Nhanh lên đi. Không có. Có hay không vậy? Không có. Xem ra thì người đồng ý ngồi yên đợi ở đây cũng chỉ còn mấy người chúng ta. Tiên sinh coi dáng vẻ của Hạ Xuân nóng ruột đi tìm kìa. Đúng là nhất định phải giành được. Hạ Xuân đại nhân đúng là yêu thứ này nhất. Lần trước vì một cuốn cổ phổ, ngày ấy còn tranh giành với bệ hạ luôn đó. Ồ. Con nghe nói là ở trong Quyền Kính Ti có Hạ Xuân đại nhân sở trường nhất là kỳ môn độn giáp cơ xảo chi thuật. Một chút ngụy trang này của ta, chắc ngày ấy vừa nhìn đã nhận ra ngay. Xem ra hôm nay Dự Tân phải buồn bã quay về rồi. Cũng khó đoán lắm. Khu vườn của Tô tiên sinh cũng không nhỏ, có thể vừa bắt đầu đã tìm đúng phương hướng được không, còn phải coi vận may nữa. Hình như Tần cô nương cũng không ngồi yên được đâu, chi bằng bây giờ cũng đi thử vận may đi. Tiên sinh thật là chu đáo. Vậy người cứ đi. Đa tạ điện hạ, đa tạ tiên sinh. Nè, mong đại tướng quân. Nào, Tô tiên sinh, mời. Mời. Ta nghĩ ra rồi. Chúng ta ngốc quá rồi. Tô huynh là một người rất yêu nhạc lý, có đúng không? Sao huynh ấy có thể để cuốn nhạc phổ quý giá đó ở ngay ngoài trời lộ thiên như vậy được? Chúng ta phải vào trong nhà mà tìm, có đúng vậy không? Đi, mở lên đi. Sao không nói sớm hả? Làm mệt chết đi được. Đi thôi. Huynh kết bằng hữu kiểu gì vậy chứ? Phòng này lên để tìm sao? Có lẽ nó ở ngoài kia cũng nên. Không thể. Cầm phổ dưới trên trúc phải giữ gìn thật kỹ càng, sợ nhất là ẩm ướt. Tô tiên sinh nói tối qua đem giấu ở ngoài trời, chưa nói tới trận mưa to mấy bữa nay. Chỉ cần trận sương sáng sớm thôi, chiều tối đã bị ẩm ướt rồi. Sao tiên sinh có thể giấu ở ngoài trời được? Tìm đi, chắc chắn là ở trong phòng. Để ta vào trong coi sao.